Chào các bạn, đây là mình trả đơn của anh khách đó. Sẵn test thì mình giới thiệu tới khách hàng nha. Thì động cơ này là Panasonic. À xin lỗi, Omron chứ. Omron áp thấp nha. Áp cực kỳ thấp luôn. Áp 80V. Những con như thế này là cực kỳ hiếm trên thị trường các bạn. Không có nhiều nha. 80V, 0,9kW. Mà vừa áp thấp mà vừa tua chậm 1.000 vòng. Thì những con này thì có ưu điểm là lực kéo rất là lớn, lực kéo khỏe, lớn. Chạy khi mà chạy áp 72 đó thì nó gần đạt đỉnh rồi nha, gần đạt đỉnh công suất của động cơ. Ok, thì cái này thì chế được nhiều ứng dụng nha các bạn. Thì anh khách này không biết là chế hình như động cơ kéo á. Thì động cơ kéo thì thực sự rất là phù hợp. Tại vì thứ nhất là mình chạy áp thấp à, thứ hai là động cơ là đạt vòng tua chậm cho nên là lực kéo rất là khỏe. Thì đây là một trong những ưu điểm mà để phát triển cái dòng động cơ kéo chạy servo. Còn những dòng động cơ mà phát điện thì nó lại khác nha. Nó là cần áp cao, chứ áp thấp thì chạy nó làm nó không hiệu quả các bạn. Cho nên là tùy nhu cầu khách hàng thì mình sẽ tư vấn một động cơ nó phù hợp. Và anh khách này để phù hợp á, anh đã chờ rất là lâu, chờ rất là lâu để có bộ phù hợp này. Thì dạo gần đây hàng rất là khan các bạn, không có nhiều nha. Hồ Chí Minh hàng rất là ít luôn, hàng không có về. Cho nên là những khách mà cần đặt mà không gấp á thì cứ cọc hàng, cọc tiền và sẽ đợi. Những anh khách này đã cọc và đợi thì khi cọc á, thì hàng về mình sẽ ưu tiên những khách cọc. Cho nên nhiều khách phàn nàn tại sao hàng về báo hết, hàng về báo hết. Mình giao hết cho những khách cọc hàng nha các bạn, cọc tiền trước nha. Cho nên khách nào thực sự có nhu cầu cần thì cọc thì mình sẽ tìm hàng về, mình ưu tiên mình giao. Ok. Và IC này IC xịn nha các bạn, IC 1500W xịn, đủ 24 sò. Và loại là mình rất ưng ý. Loại này thì chạy mình bảo hành 12 tháng à, bên bán cũng bảo hành ngược lại cho mình 12 tháng. Thật ra mình bán mình lãi là lãi cái tiền động cơ thôi. Còn cái tiền IC này thì không có lãi các bạn. Công đấu công làm này nọ nhưng mà không có lấy lãi nha. Ok, bộ này rất phù hợp lên xe điện nè, những cái ứng dụng mà cần được kéo nha. Gần đây thì có thêm những ứng dụng như là bơm thuốc trừ sâu, chạy bình 12V, 24V đi vào nhà vườn á. Dù trong nhà vườn thì mình không thể kéo cái nguyên một cái dàn phun thuốc trừ sâu mà chạy điện 220 được nha. Thứ nhất là cực kỳ mất an toàn, nguy hiểm nha. Thứ hai là không thể nha. Trong nhà vườn mà mình kéo dây lằng hoằng mà dây rất là dài, dây càng dài thì cái tỷ lệ mà nguy hiểm nó càng cao. Cho nên là mình xài bình chạy 12-24 là hiệu quả nhất, bình ắc quy hoặc là pin gì đó. Mình cứ xài bơm xong cái mình vào mình sạc. Và gần đây mình đang phát triển lên những dòng động cơ servo chạy tua rất cao, tua ra đạt luôn nha, đạt công suất đỉnh của motor. Mình sẽ xử lý nhiều phương pháp, cải tiến IC, cải tiến động cơ đấu nối lại, hay là những làm sao đó mà đảm bảo cái tiêu chí cho khách hàng có thể sử dụng một cách đạt tối đa công suất của động cơ. Ví dụ như động cơ phun thuốc thì các bạn phải xài tua khá là cao, tua 1.400 trở lên. Cho nên những cái động cơ mà chạy áp thấp, chạy bình 12V, ví dụ như đạt khoảng 700-800 vòng thì không thể đạt được công suất. Ví dụ như nó phun không hiệu quả thì mình cũng không có bán như vậy đó. Mình tư vấn vậy đó, khách phải đợi đúng cái con, đúng nó đáp ứng được công việc thì cái đó thì mình mới giao. Ok, cảm ơn anh khách đã ủng hộ nha.